Rồi, bài hôm nay chúng ta tìm hiểu cách đặt IP hay là để IP động của modem tự động cấp cho máy tính của chúng ta nhé. Thì ở đây thì chúng ta cũng nên hiểu là thứ nhất là IP chúng ta đặt thì nó có cấu trúc như thế nào, đúng không? Và đặt IP thì vào đâu để đặt, đúng không? Đấy. Thì đặt IP thì trên Windows khác nhau, trên Unix khác nhau nha. Thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu trên Windows thôi, bởi vì chúng ta có máy tính đang là Windows, chúng ta có thể xem và thực hành luôn. Thế thì để cái cơ chế IP máy tính của chúng ta nhận IP từ đâu và đặt IP là bao nhiêu, đúng không? Thế thì thứ nhất là thông thường chúng ta dùng internet và nó có một cái modem của nhà mạng, thì modem này nó sẽ tự động khi chúng ta kết nối vào modem qua dây mạng, qua dây hoặc qua wifi, thì modem đều cung cấp, tự động cung cấp cho máy tính của chúng ta một cái IP cung cấp động, thông thường là cung cấp động. Còn nếu bạn nào biết thì chúng ta có thể đặt cố định luôn một cái IP nào đó mà không cần cấp động. Thế thì ở đây chúng ta sẽ nhìn đây, nó có 3 mục. Nếu nên chúng ta đặt IP thì nó có 3 mục. Thứ nhất là IP address, là một cái IP mà modem nó cấp cho cùng giải mạng với modem. Thứ hai là subnet mask. Thứ ba là để phone gateway. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn đây, chúng ta vào đây chúng ta đánh cái lệnh IP config thì chúng ta sẽ nhìn thấy IP này đang à, máy tính này đang được cấp IP bao nhiêu. Đấy, thì máy tính của chúng ta, máy tính đang dùng đây được cấp là 192.168.1.5. Đấy. Subnet mask là đây. Và gateway đây. Đấy. Gateway này là cấu hình ở trên modem, địa chỉ này cấu hình trên modem. Thì chúng ta sẽ chọn về cái chấm 1 này là đầu modem. Còn máy tính của chúng ta nó nhận đang là nhận hai cái IP này. Địa chỉ này là địa chỉ MAC, MAC address, địa chỉ vật lý, còn cái này địa chỉ IP. Thì đây chúng ta đang nhận này. Thì ở đây thì đây thì chúng ta thứ nhất là chúng ta cũng phải hiểu mấy cái thông số đó. Đây, IP này, địa chỉ này. Thì bây giờ chúng ta vào để xem, chúng ta vào đây xem đang nhận ở đâu thì chúng ta có thể vào. Thứ nhất là chúng ta có thể vào theo cái hướng dẫn của tài liệu này. Tuy nhiên là chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái wifi đây, chúng ta có thể vào luôn được là kích phải chuột. Trong trường hợp không có wifi thì chúng ta có thể vào control vào lên network config này nha. Chúng ta chọn open network. Sau đó thì chúng ta chọn cái này và chúng ta chọn cái này để nó ra toàn bộ cái mạng của chúng ta. Hiện nay chúng ta đang có đây mạng dây không có này, mạng wifi đây. Đấy, thì chúng ta đang ở đây, chúng ta đang cấu hình để nhận động IP này. Đấy. Thì ở đây nó sẽ có một cái DHCP enable. Đấy, để chúng ta nhận cái động của DHCP. Thế thì đây là chúng ta đang đặt động thì chúng ta vẫn vào thì nó cung cấp cho chúng ta cái IP chúng ta vừa kiểm tra này 1.5, đúng không?
Đó. Thế thì trong trường hợp như thế này thì chúng ta vẫn đang vào mạng bình thường. Lần chỉ.com.vn. Đó, chúng ta vẫn vào mạng bình thường. Đó. Còn bây giờ nếu như chúng ta không đặt động nữa, chúng ta nhìn đây. Nếu mà chúng ta biết IP giải IP này thì chúng ta có thể chọn một cái IP.6 à, với điều kiện không trùng của máy khác nhé. Máy khác không dùng. Ví dụ 192.168.0.1 1.6 1.6 25555 cái gateway 192.168.1.1 gateway giống như cái này này. Đó. Thì ta chỉ thay mỗi cái IP thôi. Thì khi mỗi có thứ mỗi lần thay đổi nó không lấy động nữa. 168.0.6 192.168.1.1. Đây là lấy địa chỉ DNS của Google. Măn ti đều không nước quay. À, tức là nó đang cộng đồng ngoài kia. Enable đi để cho nó nhận cái IP mới. Đó. Thì bây giờ nó sẽ nhận là cái IP mới là 2.6 đây. À. Thì bây giờ chúng ta kiểm tra xem có vào mạng được không. À. Như vậy là chúng ta vẫn vào mạng tốt, đúng không? Khi chúng ta thay đổi IP. Đây, chúng ta vào đây này. À, ok. Đấy là cách mà chúng ta quản lý cái IP. Trong trường hợp mà chúng ta không biết giải IP bao nhiêu. Nếu các bạn nào dành về mạng thì chúng ta có thể vào trong cái modem. Modem thông thường cái địa chỉ modem chính là cái địa chỉ gateway này. Đấy, thì chúng ta sẽ vào cái chương trình quản lý của nó. Thì thông thường là cái modem nó sẽ có user và password. Đây chúng ta đăng nhập. Thế thì chúng ta muốn xem cái địa chỉ của máy tính của chúng ta là bao nhiêu thì chúng ta vào đây. Vào đăng nhập vào nhá. Xong chúng ta vào cái phần
Nếu mà chúng ta vào cái DHCP đây. Đây, giải nan của chúng ta đây. Thì đấy, đây là cái giải, đây là cái gateway mà chúng ta lại chúng ta đặt. Còn giải lan của chúng ta sẽ đặt từ địa chỉ 2 tới địa chỉ 251, thì chúng ta lấy một cái IP trống nào trong giải này để chúng ta đặt nhé, 192.168.1 chấm bao nhiêu đó. À, chúng ta có thể xem trong giải lan này. Còn WAN này thì chúng ta sẽ WAN thì nhà mạng sẽ cấp. Rồi đấy là cái cách để chúng ta thay đổi IP, những cấu hình IP. Rồi các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được nhiều thông tin hữu ích. Cảm ơn các bạn.